nhiều tiền nhưng không bằng hai mái đẹp dai. Nhiều tiền sao gái lại không yêu mình, có nó toàn thích hai mái đẹp dai vậy chị ạ? Thì có thể là em tự tin quá về cái độ nhiều tiền của mình. Có phải là ai nhiều tiền trông cũng kiểu như là hấp dẫn đâu, có lắm thằng có tiền nhưng mà mẹ ta đây ra vẻ vậy. Nhìn ngước luôn. Có tiền thì cũng thích thật, nhưng mà có tiền mà sĩ dởm mà kiểu không coi ai ra gì, mà kiểu bố đời mà kiểu gọi là bố mẹ có tiền là bố mẹ có hết, xong rồi kiểu như là cư xử rất là khách dịch, cái hống ngách khó chịu lắm. Nói thật với mọi người là những người như thế nói chuyện mình không muốn nói chuyện, nữa là cho mình tiền luôn ý. Nói chung là tiền thì cũng thích, ai cũng thích tiền đúng không, nhưng mà kiểu như là rõ ràng là có nhiều người kiểu chả ai xin được đồng nào của người đấy, nhưng mà người ta mới cứ cầm đồng tiền mà người ta kiểu như là hống hách rồi này kia, tỏ vẻ sĩ dởm ấy, không có ai thích người như thế cả. Bình thường ví dụ như là còn ví dụ như là đẹp trai mà nó ví dụ nó chưa có tiền nhưng mà nó đẹp trai nó còn đỡ. Nhiều tiền mà xấu thì chê, nhiều tiền mà phải đẹp trai mới yêu cơ á. À thì đấy, nói chung là cũng tùy, ví dụ như là bạn có mỗi tiền thôi, còn bạn xấu cái nét bạn không tốt nhưng bạn lại đi tìm những cái đứa mà kiểu quá là xinh để yêu này kia thì nó chưa chắc nó đã thích bạn. Số tiền của bạn cũng không đủ để bù đắp lại được cho cái sự cho cái vẻ bề ngoài của bạn, được cả cho cái tính nết của bạn chẳng hạn, thì cũng không có ai ưa cả. Nói chung là nó phải có tùy, nó có nhiều thứ nữa cơ. Đẹp trai thì có mài ra ăn được không á? Đẹp trai thì không mài ra được ăn, nhưng mà cái lúc mà chửi nhau nhìn nó cũng đỡ ngứa mắt, các bạn hiểu không? Đấy, nhìn trông nó đỡ khó chịu. Ví dụ như là xấu ấy, chửi nhau lại ngứa mồm, lại chửi nhau nhiều hơn. Trai không mài ra ăn được nhưng đói được nhìn đứa đẹp còn đỡ hơn nhìn đứa xấu đúng không chị? Rõ ràng các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn sống trong một căn phòng đẹp, cái cảm giác của các bạn, cảm xúc của các bạn nó cũng dễ chịu hơn là các bạn ở trong một căn phòng xấu đúng không? Đúng vậy. Thì bây giờ các bạn ngồi ăn trước mặt một thằng đẹp trai nó cũng kiểu như là nó dễ vào hơn và nó sẽ ngon miệng hơn là ngồi nhìn một người xấu đúng không? Đấy là cái chuyện đương nhiên rồi, cái thực sắc là bản tính rồi, ai cũng sẽ thích đẹp hết. Nên là không có cái gì xấu hổ khi mà chúng ta nói là chúng ta thích những người đẹp cả. Chẳng qua là ta biết là chúng ta ở đâu để chúng ta biết là mình phù hợp với người như nào. Ví dụ mình xấu quá thì mình cũng không đòi hỏi những người quá đẹp. Nhưng mà cái việc thích đẹp là cái việc ai cũng thích mà, đương nhiên rồi. Đứa đẹp luôn được ưu tiên, ai chả thích đẹp đấy cả. Các bạn ra ngoài các bạn chọn giữa một cái túi xách đẹp, một cái túi xách xấu, các bạn có thích cái túi đẹp cơ mà. Chẳng qua là kiểu các bạn, ví dụ như mình là chúng ta mà là những người xấu và chúng ta bị đối xử bất công thì chúng ta cứ kêu gào thảm thiết, chúng ta cứ khóc lóc, chúng ta cứ chửi rủa thôi. Chứ chúng ta không thể nào phủ nhận cái việc là đẹp là cái việc mà nó đã rõ ràng là cái lợi thế rồi đúng không? Nó rõ ràng là cái mà nó đương nhiên rồi á. Nó đương nhiên như kiểu đói là phải ăn rồi á. Nó chả có cái gì sai trái khi mà người ta thích cái đẹp hết. Cái chả có gì sai cả đúng không? Nên là đâu có gì mà phải xấu hổ khi mà mình nói là mình thích đẹp đâu. Mình thích những người đẹp. Người đẹp ví dụ như là những người khác cũng thích những người đẹp đấy, chuyện bình thường. Chả qua là ví dụ như là mình xấu thì mình sẽ không đòi hỏi yêu những người đẹp thôi. Chị ơi, em crush một em khối dưới mà crush em ý. Đẹp trai quá, thấy mình không có cửa. Thì đấy, rõ ràng tất cả mọi người đều thích những người đẹp đúng không? Em crush em ấy vì em ấy xinh. Em ấy lại crush thằng kia với thằng kia đẹp trai nữa. Đấy, thế nên là tất cả những người đều thích những người đẹp hết. Tất cả chúng ta đều thích những người đẹp hết. Trừ khi là các bạn có những cái khác mà nó bù đắp được cho vẻ bề ngoài. Ví dụ như các bạn không quá đẹp nhưng mà ví các bạn dày, hoàn cảnh của các bạn tốt, học thức các bạn cao hay gì đấy. Có một sự thật, con trai học giỏi có một cái gì đấy rất hấp dẫn. Con trai đẹp trai mà học giỏi thì cuốn ích 1000 nữa gì, rõ ràng rồi. Có rất là nhiều thứ để gây lên sức hút từ một người, bao gồm cả bên ngoài và cả bên trong nữa. Tức là đẹp nó là một cái thôi nhưng mà nó không phải là tất cả. Nếu mà không có đẹp mà các bạn giàu các bạn vẫn có sức hút, mà các bạn giỏi các bạn vẫn có sức hút. Đấy, học giỏi là giỏi đấy. Sau này đi làm thì sẽ có những người kiểu như là những người giỏi giang, những người tri thức, những người mà có nhiều kiến thức cũng sẽ có những cái sự hấp dẫn riêng của họ. Thế nên là ngoại hình cũng là một điểm cộng mà là tri thức cũng là một điểm cộng. Có được cả hai thì nhiều điểm cộng hơn vậy thôi. Vẻ đẹp tri thức đến cái độ tuổi của mình thì vẫn có bị cuốn hút bởi những người mà có vẻ đẹp tri thức, và những người mà có vẻ đẹp về ngoại hình thì vẫn cuốn. Đã chia tay rồi có gì đâu mà phải tiếc. Bạn em bảo chia tay một tuần sau quen lại. Mất dạy à? Đúng vậy. Đấy là chuyện bình thường. Em chưa biết đâu, chị có quen một bà chị mà yêu 5 năm. Yêu 5 năm cứ chia tay quay lại. Ngứa mắt vẫn luôn vẫn cứ chia tay quay lại ạ. Nói chung là nhiều lúc mình cũng cầu hiến, mình cũng hết mình lắm, mình cũng kiểu cố gắng khuyên ngăn này kia, nhưng mà mẹ chia tay xong lại quay lại. Bây giờ thì không biết là chia tay hẳn chưa. Anh quá đáng luôn á.
có quay lại là tình yêu bất tử mà. Thật ra thì quay lại thì vẫn có khả năng thành đôi thôi. Mình bảo rồi, ví dụ nhá, những người mà chia tay xong rồi quay lại á, là vẫn có những người quay lại xong rồi họ cưới nhau luôn, đúng không? Họ sống với nhau đến chết luôn, đúng không? Nó vẫn có nhưng mà ít. Tại vì là đa phần là không phải đôi nào quay lại là cũng sửa chữa được cái lỗi lầm mà trước kia xảy ra khiến cho hai người xa nhau ấy. Đấy, nên là có nhiều người chia tay xong rồi quay lại, xong rồi lại lặp lại cái lỗi đấy, xong rồi lại chia tay, xong rồi lại quay lại, xong rồi lại lặp lại. Mẹ, một vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc cả, rất là mệt. Nhưng mà nó vẫn có, vẫn sẽ có những người quay lại vẫn thành đôi được. Hay ví dụ như là yêu xa, cũng không phải là ai yêu xa cũng tan, vẫn có những người yêu xa mà chờ được nhau thôi. Ui, hàng xóm mình, à nhầm, trong họ của mình có một chị bằng chị kém mình 1 tuổi. Chị yêu một bạn mà yêu từ năm cấp 3, giỏi vãi. Yêu từ cấp 3 xong rồi hết cấp 3 hai người mỗi người sống một nơi, một người Việt Nam, một người Hàn Quốc, xong rồi yêu đến tận bây giờ, chắc sắp cưới rồi. Eo, nhìn ngưỡng mộ vãi. Mình chả yêu ai được tính bằng năm cả, nên là mình thấy những người mà yêu tính bằng 2-3 năm, 4-5 năm mình rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà mình gặp ai mà người ta bạn đã từng yêu người nào đấy 3-4 năm thì thôi, mình chạy. Tại sao chia tay bạn ý lại để người khác nhắn hộ chia tay và cùng những đứa khác xem mà không tự nhắn hoặc tự mình hẹn ra để nói á? Thế chắc mình là chọc cười. Thế chắc là bữa giờ mình nhắn tin với nó có phải nó nhắn tin mình đâu, có khi là hội chị em của nó nhắn tin mình, ai biết được. Ôi đừng buồn, lỡ rồi. Mà ví dụ các bạn, tại sao các bạn phải buồn nhỉ? Ví dụ ấy là không, cũng buồn thật. Nhưng mà tức là nếu mà người ta mà có tồi với các bạn thật ấy, thì mình nghĩ là càng có lý do để các bạn dừng lại chứ. Tại sao các bạn lại phải buồn với những người mà tồi với mình nhỉ? Các bạn thương mình à? Đéo, đéo. Ấy, các bạn không thương các bạn à? Đây, hay buồn cười đấy. Mình không biết được, mình chỉ sợ là khi chia tay, khi mà kiểu hai người vẫn còn tình cảm với nhau và người kia tốt vãi cả đái luôn đấy, thì mình sẽ tiếc. Thì có khi mình có tiếc. Chứ bây giờ mình mà bị chia tay vì cắm sừng nhá, mình mà bị chia tay vì người kia tồi nhá, thì mình sẽ cảm thấy đấy là một cái lý do chính đáng vãi, cái lý do xứng đáng vãi luôn, người ta phải rời khỏi cuộc đời của mình. Mình tuyệt vời như thế thì mình sẽ xứng đáng với những người tốt hơn, thì tại sao mình lại phải buồn vì một cái thằng dở đất hỡi, một cái thằng mà kiểu nó không ra gì, nó tồi như thế, đúng không? Tiếc phải tiếc người như nắng đây. Đúng rồi. Trời ơi, mẹ, từ nãy giờ mình thấy một cái comment chính xác luôn. Đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy là ai mà mất mình tiếc lắm. Cái hôm mà mình thất tình, mình tức quá, mình ngồi mình kiểu như là bây giờ mình thất tình mình không như thế đâu. Tại vì là trước giờ là mình có một cái thói quen là chịu đựng ấy. Tức là mình buồn là mình buồn một mình sẽ không kể cho ai và mình cũng không nói cho ai. Nhưng mà dạo gần đây bởi vì là muốn cái sức khỏe tinh thần của mình tốt lên, nên là mình làm mọi cách để cho sức khỏe tinh thần của mình tốt lên. Mình không muốn phải chịu đựng một mình nữa. Cái mình gọi điện nói chuyện với bạn của mình để mình tâm sự, mình kể lể. Trước giờ là mình không kể lể với ai luôn, kiểu thậm chí là mình chia tay như thế nào không ai biết. Khi nào mà mình kiểu mình vui vẻ trở lại rồi mình mới bắt đầu kể nó theo kiểu là ôi trời, ngày xưa mình bị cắm sừng đấy, kiểu ví dụ như thế. Tức là mình sẽ kể một cách vui vẻ thôi, bởi vì lúc đấy là mọi thứ nó qua đi rồi đấy. Nhưng mà thực ra là mình vẫn buồn. Thì bây giờ là mình buồn, mình vẫn đi tìm cách để cho mình đỡ buồn ấy. Thì hôm đấy mình gọi điện cho bạn mình nói chuyện ấy, xong rồi mình kiểu mình ngồi mình tức, có mình bảo là đấy, để xem là kiếm được đứa nào mà nó biết điều như mình, à nó biết điều như tao. Kiểu ừ, để xem là kiếm được đứa nào mà nó biết điều như tao, nó chăm chỉ như tao, rồi là nó tốt như tao, rồi để xem nhá, rồi yêu phải mấy cái đứa nó nhõng nhẽo suốt ngày nó đòi hỏi này kia, xem là có chịu được không. Tức quá, ngồi trời buồn cười thôi. Nhưng mà nói chung là mình cũng thấy mình tốt mà. Mình cũng thấy mình tốt đấy cả đái luôn ý. Nên là mình nghĩ như thế cho nó đỡ buồn cũng được. Nghĩ là giờ tan vỡ thì có người ta tiếc mình, chứ mình tiếc cái quần què gì, đúng không? Mọi người có hỏi mình là có buồn không? Thì xin thưa là một chất mẹ chứ sao không trời. Không hoàn hảo nhưng muốn tìm người yêu hoàn hảo. Chị ơi, anh ấy yêu em thật lòng luôn, nhường nhịn em. Nhưng anh ấy xấu vào cờ lờ thì sao chị ạ? Thì em phải chấp nhận là bây giờ mình cũng có hoàn hảo đấy đâu. Bây giờ ví dụ như là em xinh đẹp, em kiều diễm, em con nhà tài phiệt, giàu có, giỏi giang các kiểu, thì em đòi hỏi người ta hoàn hảo. Em không không hoàn hảo thì em sẽ chấp nhận một người mà nó kiểu như là cũng không hoàn hảo như thế. Ví dụ như là người ta không đẹp nhưng người ta có điểm tốt khác. Em không để đòi một người mẹ vừa đẹp trai như Lee Min Ho, xong rồi vừa giàu có, xong rồi là vừa thế lại giỏi giang các thứ, những người như thế lại không yêu mình, hiểu không? Không hiểu mày ngu. Tức là bây giờ mình phải chấp nhận là mình chọn cái gì ở cái người đối tượng mà mình sẽ hẹn hò ấy. Ví dụ như là bây giờ chị rất là rõ ràng về cái việc là mình không hoàn hảo, nên là mình sẽ tìm một người mà cũng không hoàn hảo, cũng sẽ xem mình thôi. Đối với chị thì cái chân thành nó quan trọng hơn, nên là chị sẽ có xu hướng tìm những người chân thành hơn. Sống một tí cũng được, nghèo một tí cũng được đấy, kiểu vậy. Tức là mình phải chấp nhận ấy, đánh đổi thôi. Chứ bây giờ em cứ chê như thế thì em sẽ không tìm được người hơn. Hoặc là nếu mà em muốn tìm một người đẹp để hẹn hò thì em phải chấp nhận là có thể là người ta sẽ không có điểm tốt về các mặt khác. Ví dụ như là người ta có thể là chắc boy, người ta có thể là không thương em, người ta có thể là không có chân thành với em quá ấy. Tức là người ta chỉ hẹn hò với em cho vui hay là gì thôi, kiểu vậy. Thì em sẽ phải chấp nhận cái điều đấy.
nói chung là mình cảm giác trưởng thành là chấp nhận, yêu là nhường nhịn mà trưởng thành là chấp nhận. Càng lớn mình càng phải chấp nhận nhiều thứ, nó lại như thế, không có cách nào khác cả nhá. Em không đẹp trai thì có thể có người yêu không? Có, yêu mấy người xấu thôi thì là được, yêu mấy người kém kém thôi, đừng có đòi tán gái xinh quá hoặc là gì là được. Vấn đề không phải là các bạn không thể có người yêu, mà là các bạn không thể có người yêu được như kỳ vọng của các bạn. Mình xin nhắc lại một lần nữa, lần thứ N là không phải các bạn không thể có người yêu, mà là các bạn không thể có người yêu như kỳ vọng của các bạn. Giờ các bạn hạ thấp tiêu chuẩn xuống, các bạn yêu những cái người mà ví dụ xấu một tí, bình thường thích tán gái xinh, giờ yêu người xấu một tí là các bạn sẽ tán được, nhưng các bạn đều thích yêu kiểu đấy thôi. Vậy các bạn phải chấp nhận một trong hai, một là muốn có người yêu thì yêu mấy đứa xấu thôi, còn nếu mà muốn yêu người đẹp á thì phải chấp nhận là cứ phải đi tán như thế thôi, hồi nào tán được thì tán, chứ đừng có ngoặc mồm ra là em không có người yêu, nó kêu ít thôi nhá. Mình có nên yêu một người con gái có quá nhiều người theo đuổi không chị ạ? Tùy em. Nó không có nên hay không mà là em có muốn hay không thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà nhiều người theo đuổi á, chứng tỏ là người ta rất là đẹp, đúng không? Người ta có thể là người ta xinh hoặc người ta giỏi hoặc người ta giàu, người ta phải có cái gì đấy thì mới có nhiều người thích. Hiển nhiên là như thế rồi, con người sẽ bị thu hút bởi những cái thứ tốt đẹp, bởi những cái thứ ưu tú. Thế nên là ấy, chắc chắn là cái đứa mà em đang thích nó phải xinh, hoặc nó phải giàu, hoặc nó phải đẹp, nó phải có một cái gì đấy khiến cho mọi người thích. Bây giờ em cũng bị thích những cái thứ như thế thì em thích nó là đương nhiên rồi. Bây giờ em đừng thích những cái người đẹp nữa. Em kiểu như em muốn yêu đơn giản, yêu dễ dàng thôi, không muốn theo đuổi cái đứa mà nó có nhiều người thích ấy. Thì em chọn cái đứa nào mà ít người thích thôi, thì phải chấp nhận là nó xấu, chấp nhận là nó không đẹp, chấp nhận là nó không giỏi, không giàu gì đấy. Bây giờ thích những người ưu tú, thích những cái người có đặc điểm tốt. Thì bây giờ nhiều người cũng thích những người như thế, thì giống nhau, tư tưởng lớn gặp nhau thì lại trùng, thì lại trùng crush, thì phải chấp nhận. Bây giờ em chấp nhận đi, em chọn một trong hai thôi, chứ chả có cách nào cả. Các bạn cứ đòi hỏi bây giờ lại còn muốn tán một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa tuyệt vời, nhưng mà không được có ai thích nó cơ. Thích chị đấy, cả bạn có thích một người như thế thì bạn không thể cấm người khác thích một người như thế được. Kiểu gì.